con này nó bự đó, đó, đó. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Ông lông tay cồ. Cháu Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và hình ảnh phía trước mặt cô bác quý anh chị thấy là một bãi biển thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Có một lần tình cờ đi đâu xuống đây, Bùi Hồ có dịp cùng người dân Khmer trải nghiệm bắt ốc lông tay. Và đâu đó chúng ta vẫn còn thấy ở nước Việt Nam những cái vẻ đẹp rất là thanh bình, và người là dân lao động tạo nên những cái vẻ đẹp cho quê hương. Và để hiểu thêm về nghề ốc lông tay như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ, theo người dân Khmer bắt ốc nhé. Bắt ốc lông tay hả chú ạ? À? Ông nhiều chưa? Mới xuống bắt. Vâng. Ở chú không cần cây chọt à? Dạ. Chú chuyên nghiệp, nhìn hang là biết hả? Cái miệng nó bắt. Chú bắt năm nay là bao nhiêu năm rồi? Đâu chú chỉ con cái hang con ốc lông tai á ha. Dạ. Như cái hang này tại sao không phải là ốc hang nó chú? Phải đâu. Phải. Chú bắt bán à để ăn thôi. Đâu chú, hang nào? Đây hả? Mà nó viết lên không nó. Lâu lắm nó mới lên. Đó, lên nó. Ờ, chú là người Khmer hả? Dạ. Lên để nó lên hết thì nó phóng lên. Cái này là gì chú? Cái mài cái nó đó, đó, đó kéo lên đi. Rồi đó, đó nó lên rồi đó. Ồ. Ờ, con cầm này cho chú nha. Chú chỉ cho con về cái cấu tạo của cái hang đó rồi. Cái hang. Ờ à, đâu khoan. Sao đó, chú biết đó? Đó, nó phịch rồi đó. Đụng nó phịch lên đó. Đó, nó. Nhà chú mấy người đi bắt này? Hai ông bà. Hai ông bà hả? Đây miệng. Đây tới con chọt hang đó chú. Ồ, con này bự ghê ha. Ừ. Ồ, bự ghê á. Bỏ vô. Đâu, đâu chú. Theo cái chiều nó thông đó. Cái, dạ. Rồi, theo chiều nó nghiêng vậy ha. À, nghiêng mà nó hai chiều á. Nó đi luôn rồi, đụng nó là nó lên rồi lấy cây lên. Rồi, đúng rồi. Lấy lên đi. Là nó phịt được đó. Có gì đâu. Dạ. Ôi sao con nghĩ cái nghề này dễ vậy ta? Cái nghề này học đâu cần lâu đâu. Ha, không cần lâu. Dạ. Bắt chút là qua bắt hai ông bà tiếng ngoài hai xu. Mà mùa này nước này nó mới có. Dạ. Mùa nó nước lớn không có ngập này đâu có bắt được đâu. Mà ai chỉ chú là kê làm cái chất vôi này nó lên vậy? Không, xưa ông bà đó. Dạ. Ông bà để lại cái nghề này. Là từ ông bà chỉ cho mình. Ừ. Rồi mình đi theo ông bà làm gì đó nên nó vẫn có bắt được hoài. Là chú mưu sinh bằng nghề này luôn hả? Hay không. Còn nghề nào nữa không? Đang xuống nghề khoan đá. Khoan đá. Ừ, tại nghỉ hết tháng. Ngày chú bán được nhiêu tiền? Cũng 300-400. À, còn chọt nha. Ừ, thọt theo chiều đó, nó chỗ nào nó thông nó đi luôn. Đúng rồi, đụng rồi. Đừng có lấy cây lên đi. Đó, nó phịch đi đó. À, con vừa đụng nó cái cảm giác cái cây á. Ừ. Nó cũng giống như có một cái vật cản nó cứng cứng, nhưng mà nó chưa lên. Từ nó lên. Dạ, nó chua chua á. Môi này nó có chất chua nên là nở ra khác. Ừ. Với lại cái vị mặn của muối á. Ừ. Nó sẽ từ cây, nó sẽ. Tại vôi này nó chất cay. Dạ, cây chua á. Ừ. Nó chịu không nổi nó sẽ lên thôi. Đó, để từ nó lên. Có hang nào chú bắt được hai con không? Không, có con mà nhiều con á, nó cũng lì lắm, nó không chịu lên luôn á. Dạ vậy hả? Ừ. Nhưng mà nó cũng phải lên thôi đúng không? Nó cũng lên mà đi lâu lắm nó lên, thằng phạm nó đi lên rồi nó đi chui vào chỗ khác ở. Đó chú đưa con cái cây nó không lên rồi nè. Xòm lại. Xòm lại hả chú hả? Xòm đụng nó nữa. Đèn hơi nó phóng lên ên á. Đúng chưa? Ủa sâu chưa? Đúng rồi. Ừ. Nhiều con nó lì lắm nè, con này cũng lì lắm, nó thụt xuống luôn. Nhiều con nó lì lắm á. Ừ. Không chịu lên là không lên đó. Thằng thầy nó đó, nó không lên sao chú?
ông lên thì nó vẫn ấy à, vẫn còn sống mãi vậy nữa, không có chết. Nó không lên nó vẫn còn sống ha? Ừ, còn sống, nó không chết được. Vậy là mấy thằng lì là mấy thằng còn sống sót. Ờ, sống sót á, cù không, nó bự bự lắm. Còn mấy thằng không lì là mấy thằng đó chết ngắt. Chết ngắt. Vô bụng. Ờ, xã đó bà bắt cái đó. Ờ, đằng kia bà xã đó chú đó hả? À. Nhưng mà cái trọng á thì bắt mới biết bắt rồi, nhưng thành thử nhìn hang khó biết. Còn chú là bắt lâu rồi, chú nhìn hang là chú biết à. Mình nhìn cái miệng đó nó dẹp 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 dễ, dễ nhìn lắm. Dạ. Thấy nó miệng nó dẹp. Dạ. Chú bắt ngày này chú vui không? Hả? Vui không? Có vui. Tại vì ở nhà cũng buồn. Ra đồng chơi cho nó dễ thoải mái hơn. Đụng nó nằm với lì nữa con này nữa không? Lì nữa. Dấu chân nó đi động chứ. Đó, đây là những cái dấu chân nó di chuyển nữa hả chú? Không, dấu chân người đi thế nó động nó không lên. Còn cái này, cái đường này chú? Đường đó ốc á. À, ốc bò ha. Ốc bò. Qua bắt khu này không 2 ngày bữa nay. Con tên gì? Con tên Ba Khía. Ba Khía hả? Yeah. Ờ, ba bắt ống tại ốc lóng tay con tên mình Ba Khía. Đi theo cha vui không? Vui. Ba Khía học lớp mấy rồi? Lớp 2. Ba Khía bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Ba Khía dân tộc gì? Khmer. Không. Nó không dài ở người Việt mình. Dạ. Già đó người Việt. Già người Việt hả? Ừ. Này cháu ngoại. Con nhỏ này. Ở đây một người nè. Ở đây bố một người nè. Đây một người nè. Nhưng mà thấy hai vợ chồng chú là bắt là hay à. Là kinh nghiệm tràn trề. Ngày bắt ốc đóng tay. Ừ. Thấy được mình kiếm miệng nó dễ bắt đó. Tại nắng chút rồi, mới mở miệng nhiều. Nhầm quạp luôn á. Dạ. Tại trời mới ui ui này chưa có mở miệng mấy đâu. Lên 1, 2, 3. Lên rồi không lên. Chú chọt hay chú bỏ đi để cho mình bắt luôn à. Nhổ mày lên thôi. Tao sẽ làm một món thực phẩm giữa. Qua chỗ khô chút. Bỏ vô nước. Để nó rút nước khô lại ra. Dạ bắt. Nãy giờ nhiều không anh Trọng? Sao chú bây giờ chọt thử không được hả? Chọt cái lâu lắm. Chọt cái có nước đó, chọt nó phúng lên. Chọt nó đau tay nhiều hơn. Mình đi bắt bằng miệng này. Lên kêu gõ. Chú năm nay chú nhiều tuổi chú? 64. Ồ, 64 còn khỏe dữ. Chắc nhờ biển chú mới khỏe á. Không có đâu, làm nghề đá suốt. Chú cái này chú? Không, hang còn cua còng. Mấy con còng. Một cái bãi lớn trống vậy mà chú làm hay ghê á. No. Đâu, 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 con coi. À, cái hang này nó dài nè. Đúng không? Ừ, cái hang này nó dài. À, vậy là con hiểu rồi, những cái hang tròn tròn vậy là không có nè. Ừ, cái hang dài này nó mới có nè. Đi theo chiều nó đó. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi mà sao chưa lên? Đó, đó. Đúng nó. Rồi tới con, tới con. Vô chút nữa. Miếng được rồi, được rồi, được rồi, chút nó lên. Qua bên này hả? Theo chiều nó đi xéo đi nó lên bên nè. Lên đó. Ừ, nó đi xéo hai bên á. Ồ, con này nó lên lên mau nè. Ừ. Mình đụng được cái đầu nó luôn á. Con này nó lì đó. Lì. Để theo chiều nó lên. À, tới con, để con bây giờ con nha. Bắt con dòm nó bự chạy. Đi theo chiều xéo của nó đó, hai bên đó nha. Dạ. Rồi nó lên. Đúc cây vô nó hơi lỏng lỏng là nó đi rồi. Các con tìm
Rồi nó đi hai bên, nó không có, nó đi thẳng đâu, nó đi xéo không à. Ừ. Xéo hai bên mép của nó đó. Rồi không lên luôn rồi. Ừ, kệ nó đi, lì nó vẫn còn sống, đen lỗ nữa nè. Không lên luôn. mình làm chú thất thu rồi. Vậy là con biết rồi. Ừ. Con biết cái hang của con ốc lóc tay này nè, nó dài vậy nè. Ha. Ừ. Rồi con chọt nó vô đây nha. Rồi, lên thôi. Ừ. Ê, nó kẹp luôn rồi. Kẹp lấy cây lên đi, lên lại nó kẹp luôn rồi. Đó. Lên nó thấy không? Đây chứ nè. Bây giờ để cho nó lên. Đây nè chú. Phải đâu. Đây con gì á? Ốc. Bây giờ mình sẽ thử một kiếm một cái hang đâu rồi? Con ốc lóng tai lên đâu để mà quay cho tự mình kiếm thử cô bác quý anh chị. Tại vì mình biết miệng không? Dạ thử. Đây kiếm. Đây chú. Đây còn biết đây, một cái hang đây. Đây. Đúng không? Đúng rồi đó. À, con tự kiếm được mà. Đây nè. Hang miệng nó lên liền. Có gì đâu. Không đi có gì khó. Đi theo chiều nó là nó đụng. Ở biển này thì không bao giờ sợ đói ha. Nếu như mà mình chịu khó. Cá cũng khó. Mình đã biết được cái hang của con ốc lóng tay rồi. Nhờ chú mà con biết được rồi đó. Nè. À đúng rồi, hang này đây. Chú khỏi cần chỉ con cái chỗ mà con đã nhìn chú đưa tay. Đi hơi xéo xéo. Nó lên liền. Ừ. Đi hơi xéo nó là cái... nó không đi thẳng đâu. Dạ. Ốc nó không đi, con này nó không. Nhà chú mà hôm nay con có thêm một cái kỹ năng sinh tồn, đó là kỹ năng bắt ốc lóng tai. Nhanh nhé. Nó phúng mà đứt cái ngày này. Không ơi, cái ngày này vui á. Trời ơi, nó có năm nay thôi chứ năm ngoái cả trăm á. Cả trăm ký hả? Trăm người. Ồ vậy hả? Trăm người ở biển này nè, biển nó thổi đó, người ta không xuống á. Đường nó bây giờ nó khó xuống quá. Cắn. Có nữa kìa. Ừ, cắn lên. Một ngày cầm thùng cho chú đi theo bắt chú người Khmer bắt ốc lóng tay. Chú ơi chú. À. Có không? Có. Chú chọt lần hai ba lỗ rồi chú. Chú từ từ chú lượm ha. Ừ. Thọt cho nó lên để nó kể nó, rồi mình đi thọt chỗ khác đó. Chứ mình không có đợi nó được ha. Đợi làm chi, nó lên nè. Lên nằm trình hình đó luôn. Lên nằm trình hình đó lợi lượm thôi. Lượm thôi. Rồi đi trước ngoài không đi. Đập miệng hết, hang hết trên ngoài sao thế. Đập miệng hang rồi không thấy được ha. Nó phóng lên lại nó. Con này bự ghê á. Ừ. Nắng chút kìa, qua nắng trời. Tiền nằm giữa bãi cát. Đây con này. Đó, đây nè. Hả? Bùi hồ mới thấy được rồi cô bác quý anh chị. Theo chiều nó. Lên luôn. 1 2 3 lên. Yeah. Nó phóng lên luôn phải không? Đụng nó cái nó tính ra mà nếu như mà con mà chỉ cần một cái này thôi là ngày nay con đủ sống rồi. Ha. Bây giờ con đã cướp được rồi, con đã học được cái nghề của chú rồi. Lấy trăm quà đâu rồi, mặt miệng con này. Nhưng mà quan trọng là cái chất vôi này nè. Vôi nè đó. Vôi. Trời ơi, cục một ký biết bao nhiêu mà làm. Vô chua chú cho con miếng chú. Nó... đây nè, đúng không? Ừ. Nó nở dữ dằn lắm. Vô cục á. Nó nở lại. Dạ. Nở nó bông lại. Đăng lên nữa cô bác của anh chị, thấy không? Đó, mình chọt khác lỗ. Ơ, nó lên rồi, nó tụt xuống rồi. Rồi nó lên lại không? Lên lại. Nhưng mà con ốc nhỏ này bỏ đi ha. Ừ. Ốc nhỏ quá mình ăn đâu được đâu. Ta thả mày lại. Thả cho nó sống lại. Nhưng mà thả ngay đây được không? Được. Chú. Nó chui chỗ khác ở đó kìa. Cũng gần đó ở. Nó không có đi xa nữa.
Hay ghê. Hôm nay thì được theo chú gì ta? Chú tên gì? Chú Hát. Chú Hát hả? Ừ. Con nha. Con dành công với chú nha. Vâng. Xe chiều nó đụng nó xịt lên. Lên liền, nó đẩy cái cây mình lên luôn. Không. Có việc gì đâu nặng, này nhẹ mà. Việc nhẹ mà lương cao luôn á. Con này bự ghê không? Mình ra ngoài tiệm á, mà một con ốc lông tai này á, cô bác quý anh chị, một ký á, là nó khoảng gần cả 100 ngàn. Trời ơi, nó bán nó gì? Con bánh này... Mà ốc nó đâu có tươi đâu. Ừ. Còn ốc này là ốc bắt tại chỗ luôn. Tại chỗ ốc... Mình thích nhất là ăn ốc lông tai luôn á. Ốc ngon nữa chứ. Phóng lên. Đúng. Cành cành không thấy không? Cành cành không à. Ốc bự không á. Ừ. Này cũng có nè mà nó con này mở... chắc bé tí ha, cũng có nhiều con nó mới mở miệng nhỏ xíu à. Mà cũng bự. Cái cây này là cây dừa, cái cọng này là cọng dừa, bẻ dừa thôi. Ừ. Có nghĩa lên là đó, chọt đó. Chọt ngay cái miệng á. Ừ đó, lên cái đó, cái nó thấy cái nó nhúc nhích à, thấy không, cũng bự, miệng nó mới miệng mở đó. Thật ra nói chơi vậy thôi chứ mình đi theo chú ha. Chú bắt ngày 5 ký, mình bắt ngày 2 ký à, 1 ký một à, ký được. Tập sự trước, tập sự trước. Ở đây nữa nè, phá phá gì đây nữa, đâu chú, đây hả chú? Ờ đúng rồi, cái hang này bự nè, đây hang nữa nè. Mai mốt mà con về đây con mà có có đói gì à, chú cho con ăn nha. Chú ở đâu? Con ở Đồng Tháp á. Ở Đồng Tháp á. Dạ. Còn nó đái cái nữa. Nước á. Dạ. Cành cành ngắn. Ồ con này dữ ha. Ừ. Con này bằng một lóng tay luôn cô bác anh chị. Thấy hao ha. Hao quá à. Này gì? Phải rồi. Đụng nó mà nó còn lì đó lên đây, đây nữa nè. Ừ. Đây tới con đây con thăm vô nhiều chút rồi. Mình đụng nó là nó tự lên không cần vôi còn đâu, không biết tại sao mà mỗi lần đi là nó bỏ con này à, bỏ này nè, nó đâu nó, vậy là nó vẫn sống, còn cái này là nó giả rồi. Lên đâu? Lên nè chú. Ừ. Đây nó nè, không chú? Cái đó nhỏ. Đó con thử nó lên không? Này. Vậy tính ra là nó cũng có cái nhược điểm của nó ha chú ha? Ừ. Nó làm cái hang nó khác với mấy hang kia ha? Đúng rồi. Nó không giống mấy cái hang cua với ốc này kia đâu. Nó khác cả. Miền con tài xỉu cũng y gan nó luôn. Con tài xỉu giống hệt luôn hả? Ừ, nó cũng dẹp gì đó. Mà nó dẹp hơn. Dạ. Chú có bắt tôm tích được không? Này được phải không? Không phải. Có nhỏ nữa. Ờ, à, đây. Chú chỉ mình hết à. Ừ. Ờ, à, nó cạn quá lên hả? Ủa, không phải. Lên đi. Không phải con ốc. Ốc hả? À. Lấy luôn. Lấy luôn không? Lấy. Ốc nó nhiều con nó cũng lậm miệng nè. Đây con hang bự nè. Ờ nó kẹp cái cây luôn rồi. Đâu chú? Hang này khổng lồ nè. Chứ không phải giỡn đâu. Đây đâu? Đó. Nó chào con. Ngày chú đi bắt mấy tiếng hả? À? Chú đi bắt mấy tiếng nãy giờ nhiều lắm cô bác quý mới chị. Xuống hồi nãy đó, xuống chạy lại đấy đó nè, thấy không? Ừ. Hai vợ chồng chú ngày thu nhập được 1 triệu đồng tiền ốc lông tay không? Tại bắt 1 tiếng ngoài hai tiếng về không phải nào. Chứ không có bắt nhiều hả? Sao rồi chú? Không có hay sao? Nhảy lên lên này rồi đó hả? Ừ. Chết rồi. Chết rồi.
cô đằng kia nữa cơ. Ừ. Để con lại hỏi cô coi. Cảm ơn chú nha. Rồi, rồi. Hey, con chào cô. Cô là vợ của chú hả? Ừ. Dạ. Cô bắt luôn hả? Nãy giờ cô bắt nhiều chưa? Ôi, cô bắt giỏi hơn chú nữa ta. Này, cô bắt của anh chị thấy không? Làm sao có tiền để mua ta? Để tiền trong nhà rồi. Con sách bị này cho cô nha. Dạ. Bị bắt con tay là vâng. Con không có bắt. Con đeo chơi cô chơi á. Ở cô chọt lần hai lỗ luôn kìa. Cô chọt cô cứ đợi hai nhỏ chui lên à. Đây nữa nè. Bởi vì cô bắt giỏi là đúng rồi. Mình lượm cho cô không là lượm mệt 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 chân luôn, mệt tay luôn á. Bên này thưa nè, bên kia nè, nhiều lắm. Dạ. Đằng kia nhiều lắm hả cô? Mà cô bắt hay hơn chú á. Cái này là lượm tiền dưới biển nè. Có đúng không con? Ngày xưa giờ cô đã bắt từ nhỏ giờ hay là có chồng xong theo cô theo chồng cô mới bắt? Bắt lâu hả? À, vậy là cô là số 1 ở trong cái nhóm bắt ốc lóng tay rồi. Hả? Ở đâu có người ta người giỏi hơn nữa. Dạ. Dính nè. Ôi, đi theo cô hồi mỏi tay luôn á. Ôi, cô châm ở đây, đằng này nó trồi lên. Người lắc nó quay lại đâu. Lắc nó, trời ơi. Ôi, lượm theo cô khổ luôn á. Trời, nó biết. Trời, con này gơi không? Cô có bán tại chỗ không? Ừ. Dạ. Một xô gì là cô bán khoảng nhiêu tiền? Cân mới biết. Khỏi cân được không? Con nói hai con luôn hay gì cô? Một mà nó bự á. Bự hả? Từ cho nó lên nó chậm lên lắm đó. Con này nó thông minh hả? Con người Khmer hả? Ừ. Rồi nó không lên cô làm sao? Đó, con này nó bự đó, đó. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Ôi. Ông lông tay cồ. Đấy, Bùi Hồ quay xa ra cho cô bác quý anh chị thấy cô bác nè. Cô chọt hai bên đó, con đó cô lượm bên đó, cái con bên đây cô lượm nè, thấy không? Đó, mình cầm xô cho cô. Nè, cô bác quý anh chị thấy nè. Một cái cô nhìn qua bên kia. Cô nhìn hay lắm. Đó, con bên đây nó tự trồi lên. Tới con bên đó. Con đó nhỏ cô bỏ rồi. Cô lượm con bên đây. 50.000 ký là ngày bắt được 10 ký là được 500.000. Thì chẳng khác là cô lượm tiền giữa biển rồi. Mà hồi trước 6 ký mấy. Dạ là được 600-700 ngàn rồi. Rồi ngày hôm qua được 7 ký mấy. Trời ơi. Vậy cô bắt từ mấy giờ vậy cô vô? Mấy chừng nào đại phòng rồi đi vô. Cô có nghề này là ngon rồi ha. Cô năm nay nhiêu rồi cô? Sò huyết kìa. Sò long. Sò long sao cô không bắt nó?
rồi. Con chúc cô sức khỏe nha. Cô có. Dạ chào cô nha. Chúc cô với chú nhiều sức khỏe, an lạc.